À, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cây đàn piano mới nữa. Đó là cây đàn piano Roland HP147. Và chúng ta hãy cùng nghe xem tiếng đàn của dòng đàn Roland có khác so với dòng Yamaha không. Rồi, các bạn cùng nghe đánh thử một số bài. Cây đàn piano Roland HP147. Mình xin giới thiệu qua về đàn piano Roland 147. Cây đàn piano Roland HP147 này nó bao gồm đầy đủ 88 phím như tất cả các đàn piano bình thường. Và đây là một cây đàn piano điện nhé. Trọng lượng của nó khoảng 43,2 kg. Công suất 2 loa của nó là 15W nhân với 2 loa. Đấy, chúng ta nghe tiếng đàn nó rất là trầm. Và ngoài tiếng piano đó ra thì nó còn thêm một vài tiếng khác. Chúng ta nghe thử đây. Tiếng đàn piano tương đương này thực ra là để so với dòng Yamaha thì nó cũng không kém gì dòng Yamaha hiện tại thì cái đàn piano tương đương này đang được bán với giá ở các nơi các cửa hàng thì nó rơi vào từ khoảng từ 8,5 triệu cho tới 12 triệu, tùy độ cũ mới của đàn thì thông thường khoảng tầm 9 triệu 10 triệu các bạn mua cái đàn này là ổn, tương đối ổn đấy. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem qua về tất cả hình thức của cái đàn piano tương đương HP147 này. Đây chính là hình ảnh của cây đàn piano Roland HP147. Đây các bạn nhìn này, HP147. Đây, nó thuộc dòng đàn Roland HP147. Và số phím của nó bao gồm đầy đủ 88 phím. Đấy. Bạn nào đếm nhanh thì có thể đếm được. Đây. Và đây nó có một số tiếng rất là cơ bản và cũng rất là hay. Tiếng piano này. Đấy. Hướng dẫn. Đây, các bạn sẽ xem qua về hình thức cây đàn. Cây đàn màu đen này. Đây các bạn xem. Đàn HP147 này là dòng đàn do Nhật sản xuất. Đây, nhìn chưa? Khương 1 này, Made in Japan này, 29W này. Model HP147R này. Đó. Còn bên này có mấy cái chữ lằng ngoằng chả hiểu cái gì. Đó. Hiện tại thì cái đàn Roland HP147 này ở trung tâm âm nhạc Backcore Music của mình thì hiện tại cũng đang bán với giá từ khoảng 8,5 triệu cho tới 11 triệu, tùy từng độ cũ mới của đàn. Và đã có bao gồm vận chuyển này, ghế này và nguồn đàn. Đấy, các bạn muốn mua cái đàn này thì sẽ đến số 76 ngõ 40 Tạo Quang Bửu hoặc số 36 ngõ 106 Lê Thanh Nghị. Đấy, cảm ơn các bạn.